Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Bitcoin Việt Nam ngày hôm nay. Mình là Simon Trần và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về dự án Power Finance. Thì ngoài cái việc là mình sẽ review chung về dự án Power Finance, mình còn sẽ chia sẻ thêm về những cái lý do mà trong thời gian gần đây á mình đã đầu tư vào dự án Power Finance này thông qua cái việc là mình đã mua vào token Ocean. Và không làm mất thêm nhiều thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy cùng đi vào cái nội dung chính của cái video ngày hôm nay nhé. Thì để mà phân tích và đánh giá về dự án Power Finance này, chúng ta sẽ cùng đi qua một số những cái đầu mục chính như sau nhé. Thứ nhất là về ý tưởng của dự án, thứ hai là về sản phẩm, thứ ba là về đối tác và nhà đầu tư, thứ tư là về thông tin về token, thứ năm là về góc nhìn phân tích kỹ thuật, thứ sáu là về lý do mà mình đã đầu tư vào dự án này thông qua cái việc là mình đã mua vào token Ocean. Và chúng ta cùng đi vào cái mục đầu tiên luôn nhé, là về ý tưởng của dự án. Thì đã hiểu hơn về ý tưởng của dự án, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về Power Finance là gì nhé. Thì Power Finance là một cái nền tảng đấu giá phi tập trung kết hợp cái cơ chế liquidity mining, quản trị phi tập trung và staking, được xây dựng trên nền tảng Ethereum và Binance Smart Chain. Nguyên tắc của Power Finance là dựa trên cái sự khan hiếm nguồn cung để mà tạo ra cái môi trường hoán đổi cạnh tranh về mặt giá cả. Về sứ mệnh thì Power Finance có 3 sứ mệnh chính. Thứ nhất là xây dựng một cái nền tảng trao đổi tiền điện tử. Thứ hai là cải thiện tốc độ giao dịch. Thứ ba là tạo dựng hình thành một cái hình thức đấu giá trong hệ sinh thái DeFi. Và về ý tưởng và sứ mệnh thì có thể rằng cái ý đầu tiên các bạn có thể là hiểu hơn, nhưng mà về cái ý thứ hai á thì các bạn có thể là nó hơi trừu tượng đúng không? Thì để mà hiểu hơn về ý tưởng cũng như là về sứ mệnh của dự án Power Finance, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về những cái sản phẩm chính của Power Finance nhé. Thì để mà tìm hiểu về những cái sản phẩm chính của Power Finance, chúng ta sẽ cùng đi vào cái trang web chính của họ. Thì đây chính là trang web chính của Power Finance. Ở cái mục đầu tiên là product, thì tại đây họ đang có 4 sản phẩm chính. Thứ nhất đó là Power Decentralized, thứ hai là Fungible, thứ ba là Power Polkadot, thứ tư đó là Power Certified. Thì mình sẽ vào luôn sản phẩm chính đầu tiên của họ là Power Decentralized. Thì trong Power Decentralized á, các bạn có thể swap token của mình lên đây để mà kiếm về lợi nhuận, và nó sẽ có hai loại pool. Thứ nhất á là fixed ratio swap, tức là các bạn sẽ swap với một cái tỷ lệ cố định. Thứ hai là dynamic ratio swap, swap với một cái tỷ lệ biến động. Thì tùy thuộc theo cái nhu cầu và cái tính cách của từng bạn, các bạn có thể là chọn hai cái loại, một trong hai loại pool này để mà swap và kiếm về lợi nhuận. Thứ hai là NFT Ocean House. Đây là cái nơi mà những cái người có NFT họ có thể là đem NFT của mình lên đây và đấu giá. Và tại đây thì nó cũng có hai cái hình thức đấu giá NFT. Thứ nhất là đấu giá NFT theo thời gian. Thì trong thời gian mà đấu giá NFT, người trả giá cao nhất á, và sau cùng khi mà kết thúc phiên đấu giá, người đó sẽ được quyền mua cái NFT đó. Và hình thức thứ hai á thì đấu giá NFT theo cái phiên giá khởi điểm. Cái người mà bán NFT họ sẽ đặt ra một cái mốc giá khởi điểm, và trong phiên đấu giá đó thì cái người cuối cùng trả giá khớp với cái giá mà họ cái người mà đặt bán họ đặt ra, thì cái người đó sẽ được quyền mua NFT đó. Và chúng ta sẽ cùng đi qua sản phẩm tiếp theo luôn ngay tại đây là Power Certified. Các bạn nhấn mục confirm giúp mình thì chúng ta sẽ qua cái sản phẩm tiếp theo của họ là Power Certified. Thì Power Certified á là một nơi mà những cái dự án họ sẽ được đăng ký lên đây để mà bán public sale, hay còn gọi một cách khác nữa chính là những cái dự án họ có thể lên đây để mà mở bán IDO trên này, và các bạn cũng được quyền có thể đăng ký whitelist của những dự án đó để mà tham gia IDO của những dự án bán public sale trên này. Đây là những cái dự án á, mà đã từng được bán public sale trên cái nền tảng Power Finance. Thì những dự án mà được bán trên public sale trên Power Finance đã được cái đội ngũ Power Finance họ qua một cái vòng kiểm duyệt của họ rồi. Và các bạn cũng có thể là thử tham gia một vài cái dự án IDO trên này.
Có thể thấy rằng rất là nhiều những cái dự án nổi tiếng đã từng được bán public sale trên này, như là NFTP này, đây là dự án về marketplace của sàn Binance, PSC Station này, Rising Network, và còn Dora Factory này, và còn rất là nhiều những cái dự án khác đã từng bán public sale trên Power Finance. Chúng ta cùng đi tới cái sản phẩm tiếp theo của Power Finance nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với cái sản phẩm là Fungible. Thì Fungible á, đó là một cái nền tảng bán NFT. Các bạn có thể là vào cái đây, đây chính là Marketplace. Các bạn có thể lên đây và mua những cái NFT mà những cái người bán NFT họ mở bán trên này. Các bạn có thể thấy rằng cái marketplace này của Power Finance nó rất là mượt mà, và các bạn lướt thì các bạn có thể thấy rằng nó các bạn có thể xem được hết tất cả những cái mục này rất là nhanh chóng. Và đến với sản phẩm cuối cùng của Power Finance đó chính là Power Polkadot. Thì ở sản phẩm Power Polkadot này á, đây là một cái nơi mà những cái dự án họ muốn tham gia Parachain Ocean họ có thể là lên đây để mà tham gia crowd loan. Thì đây chính là crowd loan trên Power Finance. Những cái dự án họ có thể là họ crowd loan, họ kêu gọi vốn trên này từ cộng đồng để mà tham gia Parachain Ocean. Thì nếu như mà các bạn chưa biết gì về Parachain Ocean hay là crowd loan thì các bạn hãy vào ngay trang web theblock101 và search tìm kiếm từ khóa là crowd loan nhé. Thì crowd loan là một hình thức mà các cái dự án mà họ muốn tham gia Parachain Ocean đó, họ có thể là lên cái Power Polkadot để mà họ kêu gọi vốn từ cộng đồng, sau đó họ sẽ dùng cái số tiền đó họ mua một cái slot trên Parachain của Polkadot, và sau đó họ sẽ phát triển công nghệ của họ, và tiếp theo thì sau đó họ sẽ trả những cái token của dự án của họ cho những cái người mà họ để gọi vốn trên crowd loan. Rồi thì sau đó nếu mà dự án phát triển tốt thì những cái token nó tăng giá, và cả dự án và người dùng họ sẽ được lợi. Đó là một cái quan hệ win-win. Thì các bạn có thể là đọc cái bài viết về crowd loan tại đây thì các bạn sẽ hiểu hơn về crowd loan là gì, cũng như là về Parachain Ocean là gì. Mình tin rằng những cái kiến thức này á, nó sẽ hữu ích trong tương lai cho các bạn khi mà hệ sinh thái Polkadot nó được mở rộng hơn, và cũng như là nó sẽ phát triển hùng mạnh hơn trong tương lai. Kỷ nguyên Parachain Ocean nó sẽ tiếp tục mở rộng trong tương lai. Có thể là cái chủ đề này nó hơi đi quá xe so với lại là Power Finance rồi ha. Chúng ta sẽ quay lại Power Finance. Thì tự chung lại mình nói là gì? Tự chung lại mình muốn nói rằng Power Finance nó là một cái dự án để có người dùng, để có sản phẩm, và quan trọng nhất á, là nó để có doanh thu. Thì đây là một cái mô hình kinh doanh có để có dòng tiền. Mà trong thời gian này gần đây á, các bạn có thể thấy rằng AC Infinity nè, MyDeFiBet là những cái mô hình kinh doanh để có một cái dòng tiền rất là tốt, thì nó có thể nó tăng trưởng rất là tốt trong thời gian gần đây, ít từ hàng chục cho tới hàng trăm lần. Vì vậy rằng mình đánh giá rằng những cái mô hình kinh doanh mà nó có sản phẩm, có người dùng và có doanh thu là những cái mô hình kinh doanh có dòng tiền hoạt động á, là những cái mô hình kinh doanh tốt, rất là tốt mà các bạn cần cân nhắc để mà đầu tư. Đây là những cái mô hình kinh doanh mà nó sẽ có tiềm năng trong tương lai. Chúng ta cùng đánh giá qua một chút xíu về những nhà đầu tư phía sau Bao Finance nhé. Thì các bạn có thể là quay trở lại trang web chính của Bao Finance và kéo xuống phía dưới này để mà xem về những cái nhà đầu tư của Bao Finance. Thì đằng sau Bao Finance là những gã khổng lồ đang đã đầu tư vào Bao Finance. Các bạn có thể thấy rằng những cái tên cộng cán như là Coinbase Ventures, Pinterest, Fundamental Labs, Hatch, NGC Ventures. Các bạn có thể để ý rằng rất ít dự án trên thị trường ở thời hiện tại á có những cái tên này cùng vào đầu tư, và mình đánh giá rằng Power Finance là một dự án tốt thì mới được tất cả bọn họ cùng nhảy vào để mà đầu tư vào dự án này. Và bên cạnh đó thì còn những cá nhân rất là còn những cá nhân khác họ để tham gia vào đầu tư dự án này. Nếu như mà các bạn chưa biết về
Kevin Liu là ai này, thì các bạn có thể là copy những cái tên này về lên Google Search, thì các bạn sẽ biết được những cá nhân này là ai và họ cái tầm ảnh hưởng của họ trong thị trường này như thế nào. Chúng ta cùng đi qua về token Ocean của dự án Bao Finance nhé. Các bạn có thể là vào trang web của CoinGecko để mà tìm kiếm về token Ocean của dự án Bao Finance. Hiện tại thì nó đang ở vị trí thứ 312 trên bảng xếp hạng của CoinGecko. Thì hiện tại giá của mỗi token Ocean là 22 đô. Ở đây á thì giá token Ocean không mắc. Không mắc nha các bạn. 22 đô so với tổng cung của nó là đang có là 10 triệu token. Nó chỉ có 10 triệu token thôi các bạn. Tổng cung của nó là chỉ 10 triệu token và hiện tại trên thị trường á thì nó chỉ có hơn 4,5 triệu token đang lưu thông thôi. Và market cap của nó ở thời điểm hiện tại cũng khá là thấp, chỉ có 101 triệu market cap. Và mình nghĩ rằng Ocean đó, Bao Finance đang bị undervalue, tức là đang bị định giá thấp so với cái giá trị thực của nó. Và mình tin rằng trong tương lai thì Bao Finance nó sẽ còn tăng trưởng tốt hơn như thế này rất là nhiều nữa. Thì ngoài ra nếu như mà các bạn muốn xem về cái nguồn phân bổ token đó, thì các bạn có thể là xem cái slide này của mình và các bạn bấm những cái video này lại và xem cái nguồn slide này của mình. Đánh giá Ocean theo góc độ phân tích kỹ thuật á, quan điểm cá nhân của mình cho thấy rằng đây đang là một cái vùng mua tốt cho các bạn, bởi vì thị trường đang bắt đầu đi vào một cái sóng tăng mới khi mà Bitcoin đang phá qua cái vùng 40.000 đô, tiến lên những cái vùng giá cao hơn, thì lần lượt những cái altcoin như nè nó sẽ bắt đầu tiến theo sau. Và riêng biểu đồ Ocean đó thì nó đang trong cái vùng giai đoạn tích lũy và đã bắt đầu có những cái đợt bump nhỏ đầu tiên. Đây là những cái đợt mà cái mập họ bắt đầu họ đẩy những cái đợt bump đầu tiên để mà test những cái lực cung cầu của thị trường. Và các bạn có thể là tranh thủ và mua vào trong những cái giai đoạn như thế này. Thì đây là biểu đồ ngày của Ocean và trên biểu đồ tuần á thì liên tục là những cái nến tuần đóng lại, là những cặp nến nhấn chìm tăng trưởng. Đây là những cái nến xanh xanh lớn đi kèm với một cái lượng volume cực kỳ là lớn. Nó áp đảo cái lượng volume trước đó. Nó cho thấy rằng trong cái giai đoạn này nè, nó xuất hiện một cái lực cầu rất là lớn từ những cái bập những cái market maker. Và các bạn có thể là mua vào trong giai đoạn này ha. Thì đây là cái quan điểm cá nhân của mình, các bạn có thể là xem xét và tự đánh giá và đưa ra cái nhận định và mua theo cái quan điểm cá nhân của các bạn. Và sau khi các bạn mua token Ocean đó, thì các bạn có thể là staking Ocean trên cái nền tảng của Ocean, hoặc là các bạn có thể là stake Ocean trên cái nền tảng của Binance để mà kiếm thêm cái token Ocean, một cái nguồn thu nhập thụ động. Nếu như mà các bạn chưa biết stake Ocean để mà kiếm lợi nhuận như thế nào á thì các bạn có thể là xem cái video mà hướng dẫn staking Ocean để mà kiếm lợi nhuận. Mình sẽ để cái đường link video này bên dưới cái phần mô tả video để cho các bạn xem nha. Và chúng ta sẽ cùng đi vào cái phần quan trọng nhất của video ngày hôm nay, đó chính là những cái lý do mà mình đã đầu tư vào dự án này. Thì ở đây có 9 cái lý do mà mình đã đầu tư vào dự án Bao Finance này. Thứ nhất á là đã có những cái thứ nhất lý do thứ nhất mà mình đã đầu tư vào dự án Bao Finance này là có những cái quỹ đầu tư lớn đã đầu tư vào dự án này, như là những cái mà mình đã show ra lúc nãy cho các bạn xem. Đó là những cái quỹ đầu tư lớn như là Coinbase Venture này, Binance này, Panthera và Fundamental này. Các bạn có thể xem lại cái đoạn lúc nãy và những cái KOL, những cái người nổi tiếng họ đã đầu tư vào dự án này. Thứ hai, đây là một cái mô hình kinh doanh có sản phẩm, có người dùng, có doanh thu. Thứ ba, đây là tiên phong tích hợp cái công nghệ Arbitrum. Thứ tư là đây là một cái dự án đời đầu của Binance Smart Chain, nó tích hợp thêm cái OKX Chain. Thứ năm, nó có Pound Polkadot, đây chính là cái Kusama Crowd Loan giúp những cái dự án gọi vốn lên Parachain Ocean. Thứ sáu, nó có cái nền tảng IDO với nhiều cái dự án tốt được chọn lọc kỹ. Thứ bảy, đội ngũ tốt, team dev là những cái nhân vật có tiếng tăm và kinh nghiệm xương máu trong ngành blockchain. Thứ 8, giá nó còn rất là tốt so với cái tổng cung và market cap vừa phải. Thứ 9, có hỗ trợ staking và nó sẽ giúp chúng ta có kiếm được một cái lợi nhuận, một cái lãi kép. Và chính cái ý này thì mình có tham khảo và đúc kết từ những cái ý từ cái nhóm Space Crypto, thì mình cũng cảm ơn cái kênh Space Crypto đã hỗ trợ cho mình những cái thông tin này. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem cái video ngày hôm nay.
Và nếu như mà các bạn thích những cái video phân tích này nữa thì các bạn có thể là theo dõi kênh Bitcoin Việt Nam để mà xem thêm những cái video phân tích trong thời gian sắp tới. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay.